Đây là tên sát thủ nguy hiểm nhất thế giới. Với một tay bắn tỉa thiện xạ, vũ khí phải được lắp lại hiện trường mới thể hiện được sự chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên khi hắn đang làm theo sách hướng dẫn, sau khi lắp ghép xong khẩu súng bắn tỉa thì vẫn còn sót lại nhiều linh kiện. Do một nhà thiết kế bị ám sát, cấp trên cử Anze và Jay đi điều tra. Xin lỗi vì đến muộn, việc không được thuận lợi lắm. Jay phát hiện ra rằng gần đây Anze không chú ý đến công việc của sở cảnh sát, dù đã đến hiện trường án mạng. Anze vẫn cứ có cái bộ mặt bất cần đời, Jay đành phải đi điều tra một mình. Sau khi âm thầm tra hỏi, tất cả nghi phạm đều đã bị loi ra trừ. Không còn cách nào, Jay đành quay về sở cảnh sát, nhưng anh nhận thấy Anze có gì đó không ổn. Dường như có tâm sự gì đó. Trong tình hình vụ án không có manh mối, lúc này bỗng xuất hiện bước ngoặt mới. Kỹ thuật viên Monica tìm thấy súng bắn tỉa trong thùng rác, đồng thời phát hiện đây là vũ khí mà Anze từng mượn ở sở cảnh sát, khiến cho mọi người kinh ngạc. Jay đến nhà Anze với cái đầu đầy hoài nghi. Nhìn thấy Anze xách túi to chuẩn bị đi đâu đó, đành phải tạm thời bắt cô về đồn trước. Trên đường áp giải cô đi, có một đồng nghiệp nhân cơ hội chế nhạo cô. Lần đầu thấy cô tôi đã biết cô là cớm bẩn. Vẫn có người không thể chấp nhận hiện thực này. Nó không giỏi nói từ biệt. Mọi người không cho là Anze là sát thủ. Vì vậy, Jay lại đến nhà của nhà thiết kế điều tra, đồng thời tìm ra một chứng cứ quan trọng. Họ phát hiện trên khẩu súng có vân tay của James, mà James là bạn trai đã qua đời của Anze. Vụ án bắt đầu hơi rắc rối. Jay lại quay lại nhà của Anze tìm manh mối. Và anh đã phát hiện ra một bí mật lớn. Thì ra Anze cố ý để mình bị bắt, định cùng Liu King bí mật âm mưu ám sát thị trưởng Perry. Cấp trên biết được nguyên do, trở nên căng thẳng hơn. Chúng ta cần phải ngăn chặn một vụ ám sát đấy. Từ khi bí mật được vạch trần, ai cũng làm việc 200% công lực. Còn Anze ở trong tù, đang cùng lên kế hoạch ám sát thị trưởng cùng Liu Kim. Lúc này Jay tìm đến gặp Anze, còn giúp cô tạm thời thoát khỏi diện tình nghi. Thế tiết kiệm sức hơn đấy. Tôi biết mà, đi thôi. Hai người vừa trở về sở cảnh sát, cấp trên liền cử Anze đi bảo vệ thị trưởng. Vì cấp trên vẫn còn nghi ngờ với cô, bèn cho Jay âm thầm bám theo sau Anze, là một lão làng dày dặn kinh nghiệm. Jay bám theo cô nhanh chóng bị cô phát hiện, cứ tưởng hai người sẽ cãi nhau một trận. Nhưng thật là máu chó, hai người lao vào bón cháo lưỡi. Trong khi đó Tanner đưa hai vợ chồng thị trưởng đến nhà an toàn. Nhưng thị trưởng không tin có người muốn ám sát mình, kết quả vừa mở cửa đã bị tấn công. Bất đắc dĩ họ đành phải dùng thế thân để dự sự kiện, vì thế thân của ông quá chân thực, khiến cho tất cả mọi người đều bị lừa, thị trưởng thật đâu. Ngài thị trưởng, ông ổn chứ? May mắn là tôi đi mua ít kem đá bào, nên vừa đúng lúc. Thị trưởng Perry nhiều lần bị tấn công, được các cụ gánh còn lưng nên mới sống. Lần này cấp trên đích thân đi bảo vệ ông. Tuy nhiên Monica phát hiện, cấp trên thật bị nhốt trong phòng cấp đông. Thì ra, cấp trên giả là do James cải trang, mục đích là để tiếp cận thị trưởng, tìm cơ hội để ám sát thị trưởng, khi Perry tuyên bố sẽ quay lại tranh xử. James bắt đầu hành động, tuy nhiên trên đường chạy trốn bị cảnh sát bao vây, khi James lột bỏ mặt nạ, lộ mặt thật của mình. Liu Kim ở phía sau đánh úp họ, bốn người đành phải bỏ súng xuống giơ tay chịu trói. Nghĩ chiến thắng trong tầm tay, James nở nụ cười đắc chí. Liu Kim bất ngờ bắn anh, rồi để lộ thân thế thật của mình. Anze. Và Anze lúc này cũng lột mặt nạ ra. Cô lên giường với tôi đó. Tôi mà là Jay chắc tôi sẽ buồn lắm đó. Nhìn cảnh tượng ve sầu thoát xác, Tanner cũng nhập cuộc, lột mặt nạ luôn. Mẹ à, sao con chả gọi mẹ bao giờ? Chi Becker, cái quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện là Anze đã nghi ngờ James nên làm nội gián bên cạnh Liu Kim, đồng thời tuyển dụng Liu Kim luôn. Cuối cùng vụ án đã sáng tỏ, nhưng Jay lúc này đang ở đâu? Khoan, vậy rốt cuộc ai đã lên giường với ai?